Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay video này mình sẽ nói về cái ý chí của con người. Vậy thì ý chí, nghị lực là gì? Nó có phải là một cái đòn bẩy nào đó có sức mạnh mãnh liệt khi cho chúng ta trong cuộc sống của chúng ta không? Vậy thì cuộc sống của chúng ta không phải là cuộc sống của chúng ta không phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng được để đến thành công. Chúng ta không thể để đến đạt được kết quả, để đạt được mục tiêu, để đạt được thành công thì chúng ta phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách, gian nan, và chúng ta cần phải vượt qua, và chúng ta phải trang bị cho bản thân một cái ý chí kiên cường, vững vàng để chúng ta có thể đi tới cùng với cái mục tiêu của chúng ta đề ra. Và khi mà cái ý chí nghị lực của chúng ta là một cái năng lực tinh thần tác động tới trực tiếp tới cái suy nghĩ, tới cái hành động của những con người chúng ta, và nó biểu thị cái ý chí mà chúng ta vươn lên, cái lòng quyết tâm, cái bản lĩnh của chúng ta để vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống của bản thân. Ví dụ như ngày xưa các bạn có thể nghe những cái chương trình ví dụ như là học sinh nghèo vượt khó chẳng hạn, có rất nhiều bạn học sinh ở vùng cao hoặc là những cái vùng sâu vùng xa, các bạn không có điều kiện được đi học một cách đầy đủ, không có điều kiện được có phương tiện đi học này, đến lớp học thì lớp học không được khang trang, lớp học tạm bợ, nhưng các bạn vẫn có một cái ý chí, có một cái nghị lực rất là quyết tâm, các bạn có những cái ước mơ rất là to lớn và các bạn thực hiện được nó. Có rất nhiều bạn trở thành những cái bác sĩ, những người cô giáo giỏi, những cái thầy giáo giỏi để dạy cho những cái trẻ em vùng cao này. Và có rất nhiều bạn đã trở thành những cái người bác sĩ, những người công an. Các bạn dù các bạn không có được những cái hoàn cảnh tốt, không có được những cái điều kiện tốt để các bạn có thể học tập, nhưng các bạn vẫn có cái ý chí, nghị lực, và các bạn có thể chịu đói để đi học, các bạn có thể vất vả kiếm tiền để các bạn có thể đi học, nhưng các bạn vẫn có một cái ý chí rất là kiên cường, một cái nghị lực rất là to lớn, và để các bạn đạt được cái thành công trong cuộc sống của các bạn. Và cái ý chí, cái nghị lực thì luôn tồn tại và ẩn chứa trong mỗi con người chúng ta. Có điều là chúng ta có biết cách mà thúc đẩy nó lên không, có biết cách là thể hiện nó, có biết cách đánh thức nó dậy để chúng ta có thể có ý chí, có nghị lực hơn khi làm việc hay không. Thì cuộc sống của chúng ta là có rất nhiều cái khó khăn, cái thử thách, thì chúng ta không ai lường trước được là ngày mai có chuyện gì xảy ra, ngày kia có chuyện gì xảy ra. Và nếu mà chúng ta cứ yếu đuối, chúng ta cứ hèn nhát thì chúng ta sẽ gục ngã và chúng ta sẽ không thể nào vượt qua những cái mục tiêu của bản thân được. Và cái ý chí và nghị lực sống là một cái điểm tựa rất là lớn, giúp chúng ta vượt lên những cái khó khăn và chúng ta đạt được những cái mục tiêu, những cái thành quả trong kế hoạch của chúng ta, trong công việc của chúng ta, để chúng ta có thể trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn. Vậy thì cái ý chí, nghị lực có vai trò như thế nào trong cuộc sống? Cái ý chí, nghị lực thì cuộc sống của chúng ta thì muôn màu muôn vẻ, thì không phải ai cũng được may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có điều kiện, và chúng ta có rất nhiều người, như tôi vừa nói là có rất nhiều người bắt vạch xuất phát của họ rất là thấp, nhưng mà họ vẫn có thể thành công. Vậy thì cái yếu tố cốt lõi nào để chúng ta, cái yếu tố nào để chúng ta quyết định được cái sự thành công của mỗi con người, không phải phụ thuộc vào hoàn cảnh mà họ được sinh ra, không phải phụ thuộc vào cái sự may mắn mà họ nhận được, mà chính là sự thành công, cái sự hạnh phúc trong cuộc sống của một người nó được quyết định bằng cái ý chí, cái nghị lực cho những cái quyết định trong cuộc sống, để nhận ra là họ có thật sự hạnh phúc, thật sự thành công hay không. Và cái ý chí, nghị lực giúp chúng ta khắc phục được những cái khó khăn, thử thách. Và có một diễn giả
bị có một diễn giả sau khi diễn giả Nick Vujicic, các bạn có thể biết anh sinh ra đầy đủ hai tay chân, nhưng mà sau một trận bị ốm thì anh đã bị anh đã phải cắt bỏ cả hai tay cả hai chân, nhưng mà anh vẫn trở thành một người diễn giả. Anh rất là có nghị, anh có nghị lực, anh có thể làm tất cả mọi việc giống như là một người bình thường. Anh có thể ăn cơm này, có thể tự sinh hoạt này, thậm chí anh còn có cả vợ cả con nữa. Anh có một gia đình rất hạnh phúc. Anh không anh có thể bơi ở ngoài biển. Đó là một điều rất là anh là một người rất có ý chí, có nghị lực kiên cường. Và có thể là có một vài người nào đó cũng như anh, cũng mất cả hai tay chân, nhưng mà đôi khi là họ cũng không thể nào mà vượt qua chính bản thân mình được, tại vì xuất phát điểm của họ rất là khó khăn như vậy. Mà không phải ai cũng có thể trở thành một diễn giả như Nick Vujicic được. Và anh đã từng nói một câu, đó chính là không có mục tiêu nào quá lớn, không có ước mơ nào quá xa vời. Và vì vậy chúng ta có thể thực hiện được tất cả mọi thứ, chỉ cần chúng ta có ý chí, có nghị lực, chúng ta quyết tâm làm việc, thì khi mà chúng ta gặp khó khăn, thất bại, thì chúng ta vẫn giữ được cho bản thân mình cái nguồn năng lượng để chúng ta có thể tiếp tục làm việc, vì dù cho chúng ta có gặp khó khăn như thế nào. Và nghị lực sống, và anh Nick Vujicic này thì đúng với một câu của ông cha ta đã từng nói là tàn nhưng không phế. Anh vẫn như một cái bông hoa, như một cái ánh mặt trời soi chiếu cho rất nhiều người, tạo động lực cho rất nhiều bạn trẻ, tạo động lực cho rất nhiều người. Khi mà họ khó khăn, họ nhìn vào anh, họ sẽ cảm thấy là không điều gì là không thể làm được, vì anh có thể làm tất cả mọi thứ. Tại sao mà chúng ta, khi mà chúng ta gọi là đầy đủ tay chân như thế này, mà chúng ta không thể làm, không thể chinh phục được những cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Và cái ý chí nghị lực thì giúp chúng ta có cái bản lĩnh, bản thân của chúng ta sẽ có cái bản lĩnh, và chúng ta dũng cảm hơn khi chúng ta đưa ra quyết định, khi chúng ta làm việc. Cái ý chí và nghị lực là cái thứ mà chúng ta thúc đẩy con người chúng ta sẵn sàng đương đầu với những cái khó khăn, những cái thử thách trong cuộc sống, dám nghĩ, dám làm, dám hành động, dám sống theo những cái gì mà mình mong muốn, để mình có một cái cuộc sống hạnh phúc và thành công, tự bản thân mình cảm thấy hạnh phúc và thành công. Và mỗi người của chúng ta đều có những cái hoàn cảnh khác nhau, và dù cho sinh ra trong hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng phải tự biết cố gắng, tự biết vươn lên, tự biết tạo cho mình cái động lực, cái nghị lực để chúng ta có thể làm mọi việc một cách đầy năng lượng. Và cái ý chí giúp chúng ta cái ý chí nghị lực giúp chúng ta tự tin hơn này, giúp chúng ta đạt được những cái thành công trong cuộc sống. Cái ý chí nghị lực, cái ý chí kiên cường cũng như là lòng quyết tâm, thì cái thành công không phụ thuộc vào cái ý chí và nghị lực của chúng ta mỗi ngày. Ví dụ như là việc chúng ta giảm cân chẳng hạn, cái ý chí nghị lực của chúng ta mỗi ngày là gì? Là có dậy sớm đi tập thể dục hay không, hay là tiếp tục ngủ. Khi mà bạn không có được một cái ý chí kiên cường ấy, thì bạn chỉ tập được một buổi 1, buổi 2, xong đến buổi 3 là bạn bắt đầu khi bạn tập thể dục mà thì cơ thể bạn phải thích nghi dần dần, thì lúc đó cơ thể bạn sẽ đau nhức, đau mỏi xương, đau mỏi các khớp, đau mỏi chân tay, đau cơ. Thì khi mà bạn không có cái ý chí kiên cường ấy, bạn không có cái nghị lực, thì bạn sẽ bỏ cuộc. Bạn không thể nào tiếp tục tập luyện được, bạn không thể nào đi tới cái mục đích cuối cùng là giảm cân để rèn luyện sức khỏe được. Bạn sẽ không thể nào đạt được một điều đó khi mà bạn không có một cái ý chí, bạn không tự tạo cho mình một cái ý chí vững chắc, một cái ý chí kiên cường, để lấy đó làm cái động lực để bạn có thể hành động. Và chúng ta phải rèn luyện cái ý... Vì vậy chúng ta phải rèn luyện cái ý chí và nghị lực này. Chúng ta dám sống, chúng ta dám làm, chúng ta dám suy nghĩ, chúng ta dám làm. Đối với mọi người thì cái sức không phải thì
mỗi người mỗi lần mỗi người chúng ta đều có khó khăn, thì mỗi khi mà chúng ta vượt qua một cái khó thử thách nào đó, chúng là một lần chúng ta hãy coi đó là một lần chúng ta tích lũy thêm kinh nghiệm, tích lũy thêm bài học để chúng ta có thể tránh vào những cái lần sau chúng ta không thể, chúng ta không lặp lại những cái thất bại, những cái sai lầm này nữa. Chúng ta hãy lấy đó làm cái bài học, lấy đó là những cái, lấy đó lớn nhất đó là lấy đó làm động lực để bạn có thể tiếp tục hành động mà không phải bỏ cuộc. Và ngoài ra cũng có rất nhiều cái ngoài ra thì ví dụ như là khi bạn có một cái suy nghĩ chín chắn ấy, bạn suy nghĩ mọi thứ một cách thông bằng một cái ánh mắt rộng mở, bạn quan sát nó một cách sâu, thì chúng ta sẽ có những cái, chúng ta sẽ tạo cho mình được cái một cái tinh thần quyết đoán này, chúng ta hành động một cách bền bỉ, và lúc đó thì chúng ta sẽ có thể đạt được những cái mục tiêu của chúng ta mong muốn. Và chúng ta vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể có được những cái ý chí mạnh mẽ để chúng ta đạt được những cái kết quả và mục tiêu của chúng ta, thì thứ nhất là chúng ta phải biết cách kiểm soát cảm xúc bằng lý trí. Cái cảm xúc của chúng ta đôi khi nó được thể hiện một cách thái quá, hoặc là khi mà chúng ta không kiểm soát được cảm xúc của chúng ta thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ, cái lời nói và cái hành động của chúng ta. Chúng ta phải biết kiểm soát cảm xúc của chúng ta bằng cái lý trí, thì khi mà chúng ta có, để mà chúng ta có những cái cảm, cái lý trí, cái ý chí mạnh mẽ, thì chúng ta phải không để cảm xúc của bản thân, không để cảm xúc cá nhân của chúng ta chi phối tới những cái chi phối quá nhiều tới những cái quyết định của chúng ta. Ví dụ như là khi mà chúng ta đang chán nản, chúng ta buồn rầu, thì chúng ta phải khi mà chúng ta có cảm xúc như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới những cái suy nghĩ này, cái hành động của chúng ta này, những cái lời nói của chúng ta này, thì chúng ta phải biết dùng cái lý trí của chúng ta để điều khiển, để vực dậy cái cảm xúc buồn rầu chán nản này đi. Chúng ta phải thay đổi cái cảm xúc này đi thì chúng ta mới có thể có những cái quyết định một cách đúng đắn nhất, mà không ví dụ như khi mà chúng ta buồn chán thì chúng ta chẳng muốn làm việc gì cả, thì lúc đấy cái lý trí của chúng ta phải vực dậy bản thân, cái cảm xúc của chúng ta dậy, để chúng ta có thể tiếp tục làm việc mà không trịch quả, mà không bị không mãi chìm đắm trong cái chán nản, trong cái buồn rầu ấy đi. Cái thứ hai là chúng ta phải nhìn nhận lại sự việc một cách đúng đắn, thì thay vì chúng ta coi những cái khó khăn thử thách là những cái rắc rối, là những cái chướng ngại vật, thì những cái người có tinh thần, những cái người có ý chí nghị lực, thì họ sẽ coi đó là những cái cơ hội để họ có thể học hỏi, để trau dồi những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của bản thân, và họ không coi đó là những cái thảm họa thảm kịch, mà họ coi đó mà thay vào đó họ sẽ coi đó là những cái ánh sáng le lói để họ có thể tìm ra những cái chiến thắng bản thân của họ, và họ sẽ nhìn là vấn đề một cách, họ sẽ luôn nhìn vấn đề một cách tích cực hơn, và không nhìn một vấn đề một cách tích cực hơn để họ có thể giải quyết vấn đề, chứ không phải là ngồi đó than vãn hay là ngồi đó kêu ca gì cả. Những cái người có ý chí mạnh mẽ thì họ sẽ luôn giữ được bình tĩnh của bản thân. Giữ bình tĩnh ở đây có thể một phần là giữ bình tĩnh cho cái kiểm soát cảm xúc của bản thân của họ. Khi mà họ đã có ý chí mạnh mẽ kiên cường ấy, thì họ sẽ kiểm soát được cảm xúc của bản thân, không thể hiện cảm xúc của bản thân thái quá, không tức giận thái quá, không vui mừng thái quá, không buồn thái quá. Tóm lại cảm xúc gì quá không tốt, thì họ biết cách mà giữ bình tĩnh của bản thân. Ví dụ như là lúc nào bạn cũng nhìn thấy họ cảm giác họ không thể hiện quá nhiều cảm xúc của họ ra bên ngoài. Họ vui bạn cũng khó thể nhìn thấy, bạn buồn họ buồn bạn cũng khó thể nhìn thấy, họ tức giận bạn cũng khó thể tìm thấy. Họ biết cách mà giữ cho bản thân được bình tĩnh, và họ khi mà ví dụ như là khi mà gặp cái trở ngại hay là gặp cái
khó khăn gì đó ập đến họ thì họ sẽ bình tĩnh và suy nghĩ, chứ họ không nhắn lên, họ không rối lên tìm cách nhưng mà không đạt được kết quả, họ không rối lên để đổ lỗi cho ai, để chửi bới ai cả, mà họ bình tĩnh, họ không khóc lóc, họ không than thở với ai cả, mà họ bình tĩnh để họ đưa ra những cái quyết định, đưa ra những cái suy nghĩ một cách đúng đắn để họ có thể tiếp tục hành động. Và thứ tư là bạn phải những cái người có ý chí kiên cường ấy, thì họ biết chấp nhận những điều mà họ làm, và họ nhìn nhận được những cái thứ mà họ làm sai và họ thay đổi. Họ không đổ lỗi cho ai. Ví dụ như họ làm sai, họ sẽ không đổ lỗi cho bạn, mà họ sẽ nhận lỗi với bản thân mình và tự sửa sai, tự khắc phục những cái sai lầm mà họ tự gây ra, chứ không đổ lỗi cho ai, không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đó là sự khác biệt của những người có ý chí kiên cường với những cái người mà không có ý chí không có chí tiến thủ này, không có ý chí mạnh mẽ này. Và thứ năm là những cái người có ý chí kiên cường, có ý chí mạnh mẽ thì họ biết, họ trân trọng những gì họ đang có, vì họ không đi than vãn là họ lại không có cái này, không có cái kia, mà họ trân trọng những gì mà họ đang có, họ biết ơn những gì mà họ đã đạt được, những cái thành quả mà họ đã đạt được trong quá khứ, những cái cố gắng mà họ đã có trong quá khứ để đạt được kết quả, để đạt được những cái kết quả như ngày hôm nay của họ. Thì họ rất là trân trọng cái cảm xúc bản thân này, trân trọng những cái cố gắng của bản thân trong quá khứ này, trân trọng những cái thành quả mà họ đạt được trong quá khứ này, để lấy đó làm cái động lực để họ có thể tiếp tục phát triển trong tương lai, họ có thể tiếp tục phát triển tương lai. Thứ sáu đó chính là những cái người có ý chí kiên cường thì họ không chú ý vào những cái thứ tiêu cực, mà họ theo vào đó họ sẽ chú ý vào những cái tích cực, để ví dụ như là họ nhìn nhận những cái sự việc bằng cái ánh mắt tích cực chứ không phải là tích cực, để họ giải quyết vấn đề chứ không phải là để than vãn. Họ tìm giải pháp để khắc phục chứ không ngồi đó than vãn với ai cả, cũng không ngồi đó mà buồn rầu chán nản gì cả. Thứ bảy đó chính là những cái người có ý chí kiên cường thì họ biết chịu trách nhiệm về những cái suy nghĩ hành động của bản thân. Nếu mà có cái điều gì đó không tốt xảy ra trong cuộc sống của họ thì họ sẽ không đổ lỗi cho người khác, bởi vì họ biết rằng là họ mới chính là người làm ra những cái kết quả như họ đang phải gặp phải. Họ là người tạo ra những cái khó khăn mà họ đang vấp phải, vì vậy họ phải có trách nhiệm, họ phải họ không đổ lỗi, mà họ tự nhận đó là trách nhiệm của họ và họ khắc phục những cái khó khăn đó. Là một người có ý chí kiên cường thì họ luôn học hỏi kinh nghiệm từ quá khứ, họ không phớt lờ quá khứ đi, dù có cái quá khứ của họ có khó khăn như thế nào, có nhiều thử thách như thế nào, họ không phớt lờ đi và họ lấy đó làm những cái bài học cho ngày hôm nay, và họ biết nhìn những cái thất bại, những cái quá khứ để họ có một cái tương lai tốt đẹp hơn trong tương lai, họ có một tương lai tốt đẹp hơn. Và những người có cái ý chí mạnh mẽ thì họ sẽ lấy những cái sai lầm trong quá khứ làm những cái bài học kinh nghiệm để họ tích lũy trong tương lai. Những cái người có ý chí thì họ sẽ ý chí kiên cường thì họ sẽ thay đổi những gì mà họ có thể thay đổi. Họ không nhất thiết phải nghe theo một ai đấy, mà họ có thể thay đổi những cái gì mà họ cảm thấy không hợp lý. Họ có thể thay đổi mà họ không áp dụng theo những cái mà họ nghĩ là sai hoặc là những cái mà cổ hủ, thì họ có thể thay đổi. Ví dụ như là một cái phương thức, một cái bài toán, ví dụ như là bạn làm một bài toán nhưng mà từ trước đến nay mọi người đều làm theo một cái cách đấy, nhưng mà bây giờ bạn cảm thấy có một cái cách, bạn tìm ra được một cái cách nhanh hơn này, một cái cách dễ làm hơn, dễ hiểu hơn, thì bạn dám thay đổi, dám làm theo những cái cách của mình mà không
không bị phụ thuộc, không bị áp đặt vào những cái cách mà họ đã, những người đi trước đã làm. Vì họ cảm thấy đúng nên là họ có thể thay đổi được những cái suy nghĩ họ của bản thân, và dần dần họ có thể xem, có thể thay đổi suy nghĩ của mọi người. Và cái người có cái ý chí kiên cường chắc chắn là một người có tính kỷ luật cao. Như tôi lấy ví dụ ở ban đầu thì là một người tập thể dục thì họ phải có cái tính kỷ luật trong bản thân, kỷ luật trong bản thân của họ là ví dụ như là một ngày họ đặt mục tiêu ra một ngày chạy bộ 6 km, thì buổi sáng hôm đấy ví dụ như họ có bận quá họ không chạy được thì buổi trưa chạy, buổi trưa bận không chạy được thì buổi chiều chạy, buổi chiều không chạy được thì buổi tối chạy. Họ họ có cái tính kỷ luật của bản thân, họ không khi họ đã đặt ra được cái khi họ đã đặt ra cái mục tiêu của bản thân rồi ấy, thì họ không không để bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng tới cái kế hoạch của bản thân. Họ kiên trì, họ kỷ luật với bản thân họ để họ tạo, họ biết là kiên trì và kỷ luật sẽ tạo ra kết quả, nên là và sẽ tạo cho họ một cái ý chí kiên cường, và họ sẵn sàng cho họ sẵn sàng đón nhận những cái khó khăn thử thách để họ có thể vượt qua. Và những cái người có ý chí kiên cường thì họ sẽ không ganh tị, không ganh đua đố ghét với người khác. Sự đố kỵ là một cái thứ gì đó vô cùng khủng khiếp, và nhiều người thường xuyên so sánh bản thân với người khác là mình không tốt bằng bạn A, mình không tốt bằng bạn B, mình không giỏi bằng bạn A, mình không giỏi bằng bạn B. Và luôn họ, những cái người mà không có ý chí thì họ sẽ nghĩ là bản thân mình kém cỏi, nhưng mà những cái người có ý chí mạnh mẽ thì họ không làm như vậy. Họ trân trọng những gì mà mình đã làm được, và họ trân trọng những gì mà bản thân mình có, và họ đi trên con đường riêng của họ, và họ có những cái thành công riêng của họ. Và những cái người có ý chí kiên cường thì họ không ngừng tiến lên, không ngừng bước tiếp, không ngừng phát triển, không ngừng cải thiện bản thân để hoàn thiện bản thân hơn. Và những cái người có ý chí mạnh mẽ thì không bao giờ từ bỏ họ. Họ sẽ không bao giờ, họ sẽ nhìn thẳng bản thân của họ như một, họ sẽ không bao giờ muốn nhìn bản thân của mình là một cái thất bại. Và nếu mọi chuyện có không giống như cái kế hoạch, có không giống như cái mục tiêu mà họ đề ra, thì họ sẽ lập một cái kế hoạch mới, lập một cái mục tiêu mới để họ lập một cái kế hoạch mới để họ có thể chinh phục lại một lần nữa cái mục tiêu mà họ đề ra. Và nếu như mà chúng ta không, nếu như mà chúng ta chưa có một cái ý chí mạnh mẽ thì chúng ta cần phải kiên trì tập luyện, chúng ta phải rèn luyện cho chúng ta có một cái ý chí kiên cường, có một cái ý chí mạnh mẽ để chúng ta có được một cái sự nỗ lực, có một cái tinh thần khi mà chúng ta làm bất cứ việc gì thì chúng ta cũng không ngại khó ngại khổ. Thì điều đó sẽ giúp chúng ta đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta đề ra, đạt được những cái thành công nhất định nào đó trong cuộc sống của chúng ta. Đó là những cái điều mà ý chí ảnh hưởng tới một con người như thế nào, ảnh hưởng tới những cái mục tiêu của con người, ảnh hưởng tới những cái suy nghĩ, hành động, những cái thành quả của con người như thế nào trong cuộc sống. Và chúng ta cần phải rèn luyện cái ý chí, để chúng ta cần phải rèn luyện cho chúng ta có một cái ý chí thật là kiên cường. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi.